Thấy chưa? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Ngọc Thích Tâm Official. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ngọc Thích Tâm Official thì cảm ơn các bạn đã lựa chọn video này với hàng ngàn video ngoài kia. Trong video ngày hôm nay thì sẽ là một trong những cái video đặc hộp lạ nhất từ trước đến giờ trên kênh Ngọc Thích Tâm Official của Tâm. Tâm mới phát hiện ra là gần đây có một cái loại khẩu trang trong suốt bằng nhựa siêu đẹp. Và theo Tâm được biết á, là hiện tại là khẩu trang này đang rất là hot. Bây giờ các bạn mà lên Facebook được mua là coi như là sold out, hết hàng luôn rồi đó và không còn để mình mua nữa và phải ngồi đợi. Mà Tâm đã mua đó là Tâm phải đến tận cửa hàng mà cũng phải là sáng đến là vì sợ hết mà chiều mới có để mà quay lại mua luôn đó. Tức là nó hot đến mức như vậy. Tâm chưa chắc lắm là lý do vì sao nó lại hot đến như vậy. Đúng là ngoài cái kiểu mà rất là đẹp và khuôn ngầu của nó thì Tâm không biết là trong lúc sử dụng như thế nào. Thì hôm nay Tâm đã mua một cái về để Tâm đập hộp chung với các bạn để mà vừa đập hộp mà vừa review. Tâm nghĩ trong cái tình hình mà chắc các bạn cũng biết đúng không? Tâm không nói được trên video bởi vì là YouTube sẽ scan và nhận diện ra được những cái chữ đó nhưng Tâm không thể nói được, nhưng mà chắc các bạn hiểu ý Tâm. Đó là bây giờ mọi chuyện nó đang quay về lại như lúc đầu. Cho nên hiện tại những cái gì mà liên quan tới khẩu trang nè, nước rửa tay, xà phòng khô đang rất là hot trở lại. Đó là lý do vì sao mà cái khẩu trang trong suốt này hiện tại là đang mọi người đang tìm kiếm lùng sục rất là nhiều. Và lần đầu tiên Tâm thấy là anh Lý Quyết Khánh đeo và anh đeo màu đen. Lúc đó Tâm không để ý, lúc đó Tâm chỉ nghĩ là chắc là ảnh hay tìm những cái đồ nào mà nó lạ thôi chứ không có nghĩ là nó hot đến như vậy. Tâm lên kênh 14 Tâm đọc bài thì thấy một bài báo nói về khẩu trang này. Thì khẩu trang này tên là XXC99. Nói thật với các bạn, Tâm cũng không biết cái cách đọc chính xác của cái khẩu trang này. Thì đây là cái hộp của nó. Thì các bạn có thể thấy cái hộp khẩu trang này rất là chắc chắn và nhìn rất là xịn sò luôn á. Các bạn có thể thấy được là đây giống như là một cái khẩu trang mà thì gọi là khẩu trang sang chảnh nè, khẩu trang fancy high end. Thì hiện tại là Tâm thấy là có 3 màu, đó là màu trong suốt như vậy, màu đen và màu trắng. Nhưng mà Tâm tìm hiểu được nữa là các bạn sẽ thay được cái vòng cái van này bằng những cái màu nào các bạn thích. Thì cái van này lại có nhiều màu sắc để cho các bạn thay đổi dựa trên cái trang phục của mình, chứ các bạn không cần phải luôn giữ nó là màu trắng. Cái này là Tâm đang unbox chung với các bạn luôn á, cho nên Tâm vẫn chưa biết được cảm giác cầm trên tay như thế nào. Để khi mà Tâm quay cái video này á thì Tâm sẽ review được cho thuận nhất có thể. Đây nó là như vậy. Oh wow. Oh. Lúc mà nhìn ở trong này các bạn tưởng tượng là cái khẩu trang rất là to. Nhưng mà tới khi mà cầm ngoài tay thì cảm thấy là nó rất là vừa vặn và cũng nhỏ xinh thôi chứ không phải là quá mà to khủng khiếp như Tâm nghĩ. Hay là bởi vì bỏ trong này nó bị dạ quang hay là sao ta? Tâm không rõ lắm. Thì khẩu trang này á, theo Tâm tìm hiểu được trên website và trên Facebook và Instagram của cái XC99 này á, thì khẩu trang trong suốt này có khả năng giúp cho các bạn nhận dạng được Face ID trên iPhone bởi vì nó trong suốt. Và thêm nữa là nó sẽ giúp cho không có bị phai makeup và phai son môi. Hiện tại Tâm đang có makeup nói chung là makeup nguyên mặt này và có son môi bóng rồi, thì Tâm sẽ đeo lên thử để xem thử là cái khả năng mà không có làm ảnh hưởng tới lớp makeup á của cái khẩu trang này nó có đúng như là XC99 nói hay không. Một cái mà Tâm thấy cũng thú vị đó là mọi thứ Tâm tìm hiểu thì Tâm có một cái cảm nhận là hình như cái đây là có nhãn hiệu của nước ngoài về hay sao á. Tâm cũng rất là băn khoăn, Tâm nghĩ hay là đã từng ở nước ngoài đã từng có nhãn hiệu này rồi và Việt Nam mới vừa mang nhãn hiệu này về. Thì Tâm tìm hiểu kỹ hơn thì bởi vì là lý do vì sao Tâm nghĩ như vậy là bởi vì là Tâm thấy là video cũng là cái kiểu mà dạng 3D. Các bạn biết cái kiểu mà quảng cáo mà mọi thứ nó 3D mà xoay rồi nhìn rất là ảo diệu không? Đó cái kiểu 3D, kiểu quảng cáo như vậy là một. Cái thứ hai á là hình quảng cáo là toàn là các anh chị tay chụp thôi là hai. Cái thứ ba là dùng rất là nhiều tiếng Anh. Cho nên Tâm không biết là bởi vì là họ muốn bên XC99 là muốn sử dụng những cái như vậy để test sản phẩm của mình nó tay hơn. Tâm thấy là đây là được made in, trên cái hộp có ghi luôn là made in Việt Nam và website cũng là XC99.vn. Nói chung là đây là một nhãn hiệu Việt Nam đó các bạn. Mà dành để thử nha. À, thực ra là những cái loại mà bằng nhựa như vậy thì chắc chắn có thể tránh được những cái giọt bắn mà có thể lây lan bệnh á. Thì Tâm nghĩ chắc chắn cái loại mà trong suốt như cái loại mà bằng nhựa như vậy chắc chắn là có thể làm được điều đó rồi. Nhưng mà lát nữa Tâm sẽ test thử cho các bạn xem nha. Nhưng mà có một cái ở đây Tâm hơi lo ngại, đó là cái phần này nè. Tâm thấy hình như là nó không phải là bằng nhựa. Mà Tâm đọc ở trên mạng á, thì các bạn có thể thay nó bằng cách là một là mua cái miếng thay này tại XC99. Hai á, là các bạn có thể sử dụng, nếu bạn mua không được á, thì công ty cũng có nói là các bạn có thể sử dụng cái miếng tẩy trang của mình á, để thay thế, hoặc là cái miếng bông để thay thế. Thì Tâm thấy nếu mà nó là một miếng bông hoặc là miếng tẩy trang thì khả năng thấm nước của nó là có. Cho nên là Tâm cũng hơi băn khoăn về cái khoản này. Nên Tâm cũng không thể dám khẳng định các bạn rằng là cái phần ngay cái chỗ cái khoản này là nó sẽ tránh cho các bạn về dịch bệnh bao nhiêu nha. Cái này Tâm không dám nói. Có thể là nó có tránh cho bạn và cũng có thể là nó là một cái vẫn còn đang gọi là gây tranh cãi. Với cái loại khẩu trang này thì trên trang web có nói rất là rõ là Tâm sẽ đọc thẳng ở trên trang web nha.
XC99 là mực khẩu trang hơn cả khẩu trang à, bởi vì là có lý do là hợp thời trang nè, nói chuyện dễ dàng, không sợ mưa nắng và mở khóa Face ID dành cho phiên bản trong suốt và màu đen với màu trắng thì không. Chế tạo bằng chất liệu nhựa TPU, TPU dùng trong y tế và thực phẩm, ngăn giọt bắn 100%, không sợ mưa nắng, chống tia UV. Tia UV bằng trong suốt, cái này là liên quan hơi liên quan tới khoa học một chút thì cái này phải nghiên cứu kỹ hơn nha. Cái này Tâm hơi đánh dấu hỏi ngay đây chút xíu. Vệ sinh nhanh chóng bằng xà phòng hoặc cồn sát khuẩn mau khô đâu lại được ngay, sử dụng nhiều lần. Đúng, cái này thì đúng. Cái này là bạn chỉ cần mang vào và rửa bằng xà phòng thôi là đã có thể xài lại được rồi. Thiết kế thời trang mềm mại ôm theo khuôn mặt, tạo thoải mái tối đa, dễ thở, dễ nói chuyện, không phai son, đa dạng màu sắc, nhiều cách phối thời trang. Với cái phiên bản này á thì là các bạn có thể mở khóa Face ID không cần tháo khẩu trang, hoặc là các bạn không cần phải bấm số, không che giấu khuôn mặt, cảm xúc và nụ cười, đặc biệt phù hợp với bác sĩ, y tá, giáo viên, thông dịch viên, nhân viên dịch vụ khách hàng. đúng. À đây, à, có một câu hỏi ở trên website đó là khẩu trang XC99 có lọc bụi mịn không? Thì XC99 trả lời là XC99 được thiết kế khác với khẩu trang N95 hay N99. Chỉ các khẩu trang N95 hay N99 tiêu chuẩn mới thiết kế để lọc bụi mịn, với điều kiện phải được đeo đúng cách và tuyệt đối ôm khít. Tức là khẩu trang này không có lọc bụi mịn. Tiện đọc tới đây Tâm lại bắt đầu suy nghĩ ngược lại là không biết cái này nó có thực sự là ngăn được hết hoàn toàn các giọt bắn hay không. Nè, đây có một câu hay nè. Khẩu trang XC99 có giúp phòng tránh chỉ vi không? Khẩu trang ngăn giọt bắn có giúp ích trong việc phòng tránh chỉ vi. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang không thể thay thế cho các biện pháp an toàn khác trong phòng tránh dịch Covid-19 như giãn cách xã hội, rửa tay, tránh sờ tay lên mặt. Hãy theo dõi các hướng dẫn mới nhất của chính quyền địa phương. Cái câu giải thích này Tâm nghĩ là một cách nói khéo, bởi vì là nếu mà bên XC99 khẳng định là yes, khẩu trang của tôi có khả năng tránh được chỉ vi, nếu chẳng may người dùng nào mà bị dính thì là cái trách nhiệm dành cho XC99 rất là cao. Đó là lý do vì sao mà XC99 phải nói rõ trong đây, đó là khẩu trang ngăn giọt bắn là có giúp đó, nhưng mà không thể thay thế được tất cả mọi thứ. Cái này cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà như vậy cũng làm mình hơi lo lắng đúng không? Cái này chỉ có một kích cỡ, và khi mà mua là sẽ được tặng thêm một cái van thở này tặng kèm, nhưng mà sẽ có thêm 5 cái màu van khác nữa để cho các bạn mua và thay vào để cho các bạn mặc được phù hợp hơn. Thì Tâm thấy ở đây có ghi này là van có màu trắng, màu blue, màu xanh lá cây, rồi màu tím tím, màu vàng, màu đen, màu xanh kiểu màu mint, màu bạc hà. Để Tâm coi từ trong hộp này Tâm được tặng màu gì nha. Ok, mình có thể thấy được bên trong đây. Tâm được tặng cái màu vàng. Phong thủy sợ rất là phong thủy nha. Ngày mai Tâm có đi quay tiếp tục quý web ra ngày Tâm sắc tắm, thì chắc là ngày mai Tâm nên thấy cái này vô để cho phong thủy nó tốt, để đi quay cho nó hoành tráng đúng không? Dễ thương ha, màu vàng. Bây giờ đeo thử nha. Tâm sẽ test thử là có bị dính son hay không, và có mở được Face ID một cách dễ dàng hay không nha. Cái này là phấn là vẫn dính á, chắc chắn. Wow. Hình như thấy Tâm thấy hình như có dính môi. Ý, có dính môi phải không vậy? Có dính mà. Ủa đâu, hay là Tâm đeo sai vậy? Từ từ. Đúng rồi ha. Đâu đúng chưa? Tâm thấy là cái khẩu trang này khi mà các bạn nói chuyện á cũng sẽ bị thấy hơi nước. Đúng rồi, tại vì điều hiển nhiên thôi, tại vì nó là bằng nhựa mà. Thì các bạn cũng thấy hơi nước, cho nên là để mà nói là nó thời trang hoàn toàn thì Tâm không đảm bảo lắm nha. Ừ đúng không? Nếu mà cái này các bạn đeo lên và các bạn chỉ cần lấy máy chụp hình mà không ai nói câu nào, không ai thở, có lẽ là đẹp. Còn cái đây là Tâm thấy là nãy giờ là Tâm thấy là hơi nước cũng đóng ở đây rất là nhiều, các bạn có thấy không? Này các bạn thấy không? Cho nên để mà nói cái này để dễ dàng nói chuyện thì không hẳn nha. Nhưng mà còn cái chuyện mà dính son á thì Tâm thấy đúng là cái phần này thì không nè. Nhưng mà cái phần ở cái van này thì có. Cái phần ở cái van này thì Tâm thấy có hơi dính vô cái môi Tâm chút xíu. Mà nãy giờ Tâm nói chuyện các bạn nghe có rõ không? Các bạn để lại comment cho Tâm biết nha. Không biết nghe có rõ không ta? Nhưng nghe nó hơi ù ù đúng không? Cái quai thấy hình như nó hơi tụt tụt. Không, nhưng mà nó vẫn bám tốt. Không, nó bám tốt, dây bám tốt. Dây bằng kiểu dây bằng sợi cao su á, nó bám cũng khá tốt. Nhưng mà thực sự nha, nghiêm túc là khi mà mới đeo lên á, nhìn vô trong gương này nè, thấy mình đúng là kiểu khuôn ngầu thiệt. Đúng không? Nhìn rất là ngầu luôn á. Ngầu lắm nha. Chỉ có cái là trước khi các bạn chụp hình thì các bạn phải chùi cái hơi nước đi thôi, cho nên để nói là cái này có thể gọi là dễ dàng nói chuyện hơn thì Tâm không có chắc chắn nha. Nhưng mà nếu mà đúng là mới vừa đeo lên mà chụp hình ngay liền thì rất là đẹp. Đẹp lắm. Bây giờ test thử Face ID nha. Chưa được nha, lại nè. Lại nè. Cái gì đó? Cái phiên bản hiện thoại, điện thoại này của Tâm đang hiện tại đang là 13.5.1.
Cho nên nếu các bạn đang xài Mega chấm 6 mà các bạn có thể sử dụng được cái chế độ này thì Tâm không nói nha. Nhưng các bạn nào đang xài giống như Tâm á thì khả năng cao các bạn không mở được. Khi mà đã nói chuyện rồi, khi mà các bạn đã nói chuyện mà có hơi nước ở đây nè thì nó sẽ không nhận ra những gì được khuôn mặt của bạn, tại vì nó bị che mất á. Đó, Tâm mới vừa mở ra cái thì là Tâm làm được liền. À, các bạn thấy không, là đây là dính phấn nè, còn đây là cái hơi nước khi mà Tâm nói chuyện. Đây cũng dính một bên phấn này và ở đây cũng dính một miếng son. Các bạn thấy không? Cho nên cái này để mà nói về không dính son á thì Tâm thấy không đúng lắm nha. Tâm đã từng xài một cái khẩu trang mà nó cái miệng của nó có cái chỗ mà nó to hơn một chút xíu á. Các bạn có biết một cái khẩu trang mà lúc đầu nó bị gập lại mà xong các bạn khi bạn mở phần trên phần dưới ra xong rồi nó có một cái miếng rất là lớn ở trước mặt này nè. Cái đó thì các bạn có thể đánh được son. Còn hiện tại là ở đây là không, ở giữa cái phần giữa thì không bị dính son, nhưng mà cái phần ngay cái chỗ cái van thở là bị dính một chút xíu. Cho nên để mà nói là cái khẩu trang này mà không dính son thì không hẳn. Giờ Tâm sẽ thử, bây giờ Tâm sẽ chùi cái chỗ hơi nước đi, Tâm thử lại coi cái Face ID nó có hoạt động không nha. Bây giờ là Tâm đeo lên, Tâm sẽ không nói câu nào nè. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà đeo lên mà không nói câu nào á, để coi thử là thở thôi nên thì nó có bị đóng hơi nước không nha. Chứ nếu mà thở mà cũng đóng hơi nước mà đi ra ngoài đường như vậy thì cũng hơi ngại đúng không? Kiểu ai cũng thấy bạn đang thở. I mean, tất nhiên là bạn đang thở nhưng mà. Rồi ok nè. Đúng không? Đó, không được luôn. Không được nha các bạn ơi. Bình thường mà Tâm chỉ cần tháo ra một cái là Tâm có thể mở được cách rất là dễ dàng. Cho nên là với cái phần mềm 13.5.1 của iPhone thì Tâm không mở được nha. Cho nên là cái mà nói về mở được Face ID thì Tâm thấy nó không hiệu quả. Tâm không biết là Tâm có đeo sai hay không. Tâm có nghiên cứu lại thì phát hiện ra là nếu bạn vào phần cài đặt trên iPhone và phần Face ID và setup một nhận dạng mới thì bạn có thể sử dụng được Face ID khi đeo khẩu trang trong suốt này. Tuy nhiên đây là điều không được nhắc đến trên bất kỳ thông tin chính thức nào từ SC99. Cả cái chuyện mà không dính son thì Tâm thấy nó vẫn còn hơi dính một chút xíu. Chấp nhận được, nhưng mà để nói mà không dính như trong quảng cáo của SC99 thì không phải. Nó sẽ dính một chút xíu ở ngay cái chỗ cái van. Bây giờ thử qua cái chuyện lọc và giọt bắn nha. Các bạn để ý á, bây giờ khẩu trang nãy giờ Tâm đeo á, nó sẽ bị bám dơ rất là nhanh. Vì nó quá trong suốt mà bạn chỉ cần mà tay bạn chỉ cần mà dính một tí dầu thôi, nó đã có thể bám được cái vân tay bạn lên khẩu trang rồi. Thêm nữa là make up, kem chống nắng, kem dưỡng vân vân thì khi bạn đeo cái này chắc chắn sẽ bị dính rất là dơ, nhanh dơ lắm nha. Cho nên là cũng phải nên xem lại là có thực sự là nó thời trang hay không. Bởi vì thời trang là phải sạch sẽ đúng không? Thời trang là phải, thường là phải những cái gì mà nó gọn gàng sạch sẽ. Thì nếu mà đây thời trang mà bạn chỉ đeo được một lần, sau đó nó dơ như vậy mà các bạn phải đi chùi rửa lại thì hơi bất tiện. Bây giờ Tâm đổ nước thử lên đây nha. Thì Tâm nghĩ nha, nói chung là chắc 1000% mà Tâm biết chắc chắn là nó sẽ không có thấm qua rồi. Nhưng mà cũng muốn thử. Đây này nha. Đó. Thì nói chung là cái này thì cũng không có gì ngạc nhiên rồi đúng không các bạn? Nó chỉ là đó, nước thì không có ấy. Đâu, tập thử cái phần van này thử nha. Tâm, cái này Tâm đã thử rồi thì ok, Tâm hiểu là cái chỗ van này là để thở, nhưng mà Tâm đã từng thử những cái khẩu trang y tế và Tâm đổ nước ở trên đó là không có cái mặt nào mà nó thấm hết á. Cái mặt ngoài mà để cho cái mặt mà các bạn đeo đúng mà cái mặt về phía bên ngoài thì nếu các bạn nhỏ nước lên nó không có thấm vô cái miếng nào hết. Ngay cả mà bạn vẫn có thể thở được mà, chứ đâu phải là cần một cái lỗ như vậy các bạn mới có thể thở được đâu. Cho nên là cái này cũng là cái Tâm hơi lo ngại nha các bạn ơi. Là tức là ngay cái chỗ cái lỗ này là bạn vẫn có khả năng bị thấm giọt bắn hả? Ủa xin lỗi, lại. Sao các bạn đổ nước chứ hả? Đây đúng không? Thấy chưa? Trời ơi, cái này mà dễ thấm. Tâm tưởng là được, Tâm nghĩ nó phải ngăn tốt hơn. Còn đây là như vậy thì Tâm hơi lo nha. Thì Tâm đổ lại. Bây giờ Tâm làm mặt ngoài nha. Thử mặt ngoài coi thử là như thế nào nha. Nhưng mà Tâm thấy nó mỏng như vậy thì Tâm nghĩ khả năng cao. Tâm thấy nó mỏng như vậy thì khả năng cao nó cũng thấm mà. Gì vậy? Đây là vô cái lỗ nè. Thực ra các bạn, ok, nếu mà muốn binh cho cái khẩu trang này á thì lớp ngoài không, các bạn, Tâm rất muốn binh nhưng mà Tâm không thể binh được, tại vì Tâm tưởng nếu mà lớp ngoài này nó phủ được hết cái phần ngoài mà để có một cái khoảng ở giữa thôi để cho mình thở thì ok, mình còn có khả năng tránh được các giọt bắn. Đấy, các bạn nhìn này, các bạn có thấy là các bạn thấy được những cái lỗ thông qua bên kia đúng không? Tức là đây là bạn vẫn có khả năng bị có những cái chỗ đó mà bạn bị thấm những giọt bắn. Theo như cái kiến thức Tâm có được từ khẩu trang thì đeo như vậy thì đâu có hẳn là kín đúng không các bạn? Theo Tâm thấy trên Facebook á, thì cái khẩu trang trong suốt là có giá 138.000.
khẩu trang màu trắng là 118.000 và khẩu trang màu đen là 128.000, tức là khẩu trang trong suốt này là đắt nhất. Và với một cái giá 138.000 một cái như vậy thì với những gì mà Tâm thác sẽ cho các bạn xem thì Tâm hơi có chút thất vọng nhẹ, bởi vì là Tâm đang rất là mong chờ một cái khẩu trang gọi là một cái kiểu đổi đời để mà mình có thể có một cái gì đó nó thời trang hơn và nó lạ mắt hơn, để mình có thể đi ra đường để mình cảm thấy là mình không cần phải lúc nào cũng kè kè những cái chiếc khẩu trang bằng vải hay bằng những cái chiếc khẩu trang y tế bên mình, mà mình có thể có một cái cách cũng bảo vệ được bản thân mình mà nó có đẹp hơn. Nhưng mà hiện tại là tâm cái khẩu trang này có vẻ như nó không làm được những cái mà trên trang web nói. Nên hiện tại là kết luận của Tâm như vậy, đó là các bạn có thể đeo những cái màu trắng và màu đen ok, bởi vì là những cái màu trắng màu đen thì sẽ không thấy được cái hơi nước trên gương mặt bạn lúc bạn thở và bạn nói chuyện. Còn khẩu trang trong suốt đúng là nhìn rất là khô ngầu, nhưng mà các bạn phải cẩn thận một cái điều là khi bạn nói chuyện nhiều hoặc là các bạn thở thì là nó sẽ bị hơi nước phía đằng trước như vậy này, thì nhìn nó cũng hơi mất thẩm mỹ một chút xíu đó, cho nên là nó không có thực sự trong suốt đâu bạn. Thực sự nha, nó không có thực sự trong suốt đâu. Và cái chỗ mà để cái van mà để thở không khí ấy, thì đúng là nó làm được công việc của nó là cho không khí vào, nhưng mà Tâm cảm thấy nếu mà thử bằng cách mà tâm chế nước vào như vậy mà nước nó vẫn xuyên vào một cách rất dễ dàng như vậy thì Tâm hơi sợ là khả năng mà ngăn ngừa giọt bắn nó sẽ không cao như là trang web nói. Bởi vì Tâm đã từng thử khẩu trang y tế rồi và cái mặt ngoài của nó là nước không hề thấm một miếng nào hết, mặc dù là bạn vẫn thể thở được mà, chứ đâu phải là bạn bị bí thở đâu, bạn vẫn thở được. Cho nên là đúng là những cái phần bằng nhựa chắc chắn có thể tránh được cho bạn, nhưng mà cái lỗ này nè thì phải coi lại. Nếu bạn đánh son lì thì có thể là nó không dính nhiều, nhưng mà nếu các bạn đánh son bóng như Tâm thì sẽ vẫn dính một chút xíu ngay cho cái van thở, và dính phấn, dính kem này nọ lên trên cái khẩu trang là một điều chắc chắn nha. Cái dây tai đeo thì rất ok, nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng không phải là bị bó sát cái tai bạn hay gì, nó cũng không làm bạn khó chịu, tai đeo ok. Khẩu trang thì thực sự là đúng là nó vừa vặn như gương mặt của bạn, nhưng mà không thể phủ nhận được một điều là khi mà đeo lên á, đúng là mình thấy mình khô ngầu thiệt. Nhất là cái lúc mình nín thở để cho không có bị hơi nước ra thì đúng là nhìn khô ngầu thiệt. Cho nên là Tâm không biết là nên nói các bạn là nên mua hay không mua. Tâm chỉ có thể nói được những cái ý kiến của Tâm như nãy giờ Tâm nói thôi, để cho các bạn tự quyết định. Nhưng mà còn Tâm á, thì có thể là những khi nào mà Tâm đi những cái nơi nào mà vắng người một chút xíu thì Tâm mới có dám đeo. Cái này nói chân thành, nói thật sự là như vậy. Bởi vì như Tâm nói, như chia sẻ là cái chỗ cái lỗ hở này nó vẫn còn có khả năng thấm được mà. Thì Tâm không dám đảm bảo lắm để mà đeo cái khẩu trang này đi ra chỗ đông người. Thực ra bây giờ Tâm ngồi Tâm suy nghĩ lại thì như vậy nè, thực ra cái mũi của Tâm và cái miệng của Tâm nó nằm phía dưới này, nó nằm ở khoảng giữa này. Thì nó xong sẽ không tiếp xúc trực tiếp với cái chỗ mà bị thấm ở đây. Cho nên là nếu mà chẳng may mà có một cái giọt bắn nào đó nó bám ở đây thì nó vẫn sẽ bám ở đây, và nó không có dính trực tiếp vào mũi và miệng Tâm. Nhưng mà nếu mà Tâm đụng vào như vậy đâu đây thì vẫn có khả năng là Tâm vẫn sẽ bị dính. Giống như là các bạn thấy khẩu trang y tế nó có nhiều lớp là có lý do, bởi vì là khi mà nó bắn ở bên ngoài á thì nó sẽ không thấm được vào những cái, nó sẽ còn lớp thứ hai, lớp thứ ba để mà ngăn cái sự thấm gọi là maximum nhất có thể, để nó không, để nó bảo vệ được cái chỗ cái khoang miệng, cái chỗ miệng với lại chỗ mũi của bạn. Còn đây thì là nó chỉ có một lớp mỏng manh như vậy thì Tâm cũng hơi lo, tức là nó có khả năng bảo vệ bởi vì là nó không có ảnh hưởng trực tiếp ở đây, nhưng mà nó không có khả năng cho bạn thêm 2-3 lớp để mà nó thấm, nó ngăn được maximum cái sự thấm đó vô trong cái khẩu trang của bạn. Okay. Trên kênh 14 đã từng có một cái bài viết về cái gọi là người ta nghiên cứu, người ta mở cái đèn lên để xem thử cái giọt bắn nó bắn như thế nào á, thì ngay cả những cái khẩu trang 2 lớp vẫn chưa được, tức là khẩu trang 2 lớp không phải là chưa được mà nó vẫn có khả năng có những cái giọt bắn bị thoát ra ngoài. Cho nên mà chỉ với một lớp như vậy thì tâm cần phải suy nghĩ lại về chiếc khẩu trang này. Cho nên chỉ có ba lớp trở lên nó mới có khả năng bảo vệ cho bạn tốt nhất có thể. Cho nên ngay cả những cái khẩu trang vải, bạn cũng nên sử dụng những cái khẩu trang nào mà từ 2 lớp 3 lớp trở lên, chứ không nên chỉ là một lớp mỏng. Cái này các bạn nhớ lưu ý nha, tức là nếu các bạn không tìm được 3 lớp, các bạn có thể sử dụng 2 lớp cũng được, bởi vì nó cũng có khả năng cũng ok rồi. Nhưng mà nếu các bạn có khả năng nữa, các bạn nên tìm những cái lớp nào nó dày hơn một chút, 2 lớp 3 lớp 4 lớp kiểu như vậy, thì cái khả năng bảo vệ bạn nó sẽ được tốt hơn. Các bạn nhớ để lại comment cho Tâm biết là các bạn nghĩ gì về khẩu trang này nha. Còn bây giờ thì đừng quên like video này, subscribe kênh của Phan Tâm Official cho Tâm nha. Cảm ơn các bạn.